ra đầu. Phóng dao đi, phóng lao đi. Ơ kìa, mẹ voi ma mút rồi còn không sợ, mình sợ con này. Hình như nó bị thương ngay con mắt hay sao anh em ạ. Yo, và chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình nha. Thì bữa nay mình sẽ làm cái con game Far Cry Primal nha. Đã có một cái bản chìa khóa cực kỳ xịn sò anh em ạ. Mình đã hóng cái bản này khá là lâu rồi. Thì để có cái bản chìa khóa này làm mình donate cho cái nhóm dịch đấy, để mình có cái có trước để mình làm anh em ạ. Công sức của mấy bạn nó bỏ ra cho nên là mình donate cũng không nhiều đâu, chỉ một ly cà phê thôi, nhưng mà có cái động lực cho mấy bạn nó làm ấy. Một lại là một cái team game thuần Việt, như mình đã nói, game thuần Việt với lại The Rest Team là quá đỉnh về Việt hóa hiện tại ở Việt Nam mình rồi em ạ. Taka, à nhân vật mình tên là Taka này. Mình đang đi săn voi với mammoth. Đây là những con voi mà sống ở những cái thời kỳ mà gọi là 10.000 năm trước công nguyên á. Đúng rồi, trước công nguyên luôn anh em ạ. Hãy cúi thấp và đi theo Dasho. Bà mẹ nó mấy con voi này mới thấy mà chắc là nó dậm cho thì mẹ xác định luôn anh em ạ. Voi mammoth ấy thì em biết là cái giống như là tổ tiên của loài voi bây giờ ấy, nó có cái trọng lượng và cái cơ sở, cái lọc gì, cái cơ thể, kích thước cơ thể khá đồ sộ. Anh em xem coi. Ta còn tìm một con mammoth non đi tách đàn rồi giết lấy thịt. Giờ mình đang đi săn, mình đi kiếm một con voi con. Chứ con nó mới dễ ăn anh em ạ. Đừng vặn. Cái con voi trưởng thành này nó trâu lắm. Không, mình phải nói là một con voi mammoth trưởng thành này nó phải trâu gấp 10 lần con trâu rồi. Chúng ta đã đi nhiều ngày trời mà không ăn gì rồi, giết mammoth để ăn hoặc chết. Má ơi. Adamas, Shuta, Narimas. Dar, I want the mas. Ucham sha. À, mình thấy rồi, một con non kia rồi. Hula, Shitaugash. Ui, thợ săn kìa. Sẽ dùng lửa đuổi mấy con lớn, mình sẽ đi săn con nhỏ. Ok, hợp lý. Chạy hộ. Ui, gì vậy? Ê. Trời, mấy thằng quỷ. À, tội con voi quá anh em ơi. Nhưng mà mình không giết không được. Chết đi bạn ơi. Giờ mày không chết thì tao chết. Bộ lạc tao. Tôi bạn ơi. Chạy à. Chạy này. Nhìn con voi con tội thiệt anh em ạ. Nhưng mà thôi cũng kệ đi. Này. Cái đầu này tào lao thiệt. Nghĩ sao rồi cái xương sọ của con voi này nó cứng bà cố luôn mà nó đâm xuyên kìa nè. Ai đù. Đi chết luôn. Phát cuối này. Xong. Nhìn tội quá à, nhưng mà chịu rồi. Trời ơi con voi. Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi nó phía trước. Đừng mà anh thấy là ăn giáo. Phóng lao tè le luôn. Ui, hổ răng kiếm. Đây là có một cái giống hổ thời tổ tiên của giống hổ bây giờ anh em ạ. Mệnh to lắm. Xiên nó. Thôi xong rồi. Đá xô mạnh nhờ. Phóng dao đi, phóng lao đi. Ơ kìa. Mẹ voi ma mút rồi còn không sợ, mình sợ con này. Hình như nó bị thương ngay con mắt hay sao anh em ạ. Đây cái lý do mà mình nói với anh em là chơi game góc nhìn thứ nhất nó phê là chỗ này nè anh em ạ. Cho mình một cái trải nghiệm giống như là mình là nhân vật chính của cái cốt truyện luôn á. Thôi xong. Far Cry Primal. Con game này như nó mắc khá là lâu rồi mà bây giờ mới có bản việc khóa xịn sò để chơi anh em ạ. Những cái con game mà kiểu dạng như thế giới mở mà đi đi chế tạo đồ này mà không biết việc khóa là mình thua luôn đấy.
nó không phải giống như là cái dạng game mà có cái cốt truyện tuyến tính như là Battlefield hay là Call of Duty em. Cái đó thì mình còn đoán đoán được cái cốt truyện, chứ còn này là mình chịu á. Vậy như lòi lòi lục phủ ngũ tạng đó kìa, phải không? Như cái lá lách hay lá gan kìa. Phải đi tìm vùng đất Oros, tìm những người anh em Quen Gia thất lạc. Mình là bộ tộc Quen Gia nha. Cái con game này mình thấy cái màu nó kiểu như nó cứ đỏ 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 cam cam hay sao nè. Có thể đây chính là cái màu thường thấy của của cái thời mà trước công nguyên á. Nhìn nó nóng nực, nó khó chịu vãi luôn nè, nó nhìn nó dơ dơ. Rồi đá xô lên chảo rồi, thôi xong. Diễn viên phụ là chỉ có vậy thôi em ạ. Diễn viên phụ là chỉ có đắp chiếu với lại đắp đá thôi. Oros đã gần nhưng hổ còn gần hơn. Cần đi làm cây cung đúng không? Đường đi đến Oros. Cần cung, cần cung, cần cung. Thu thập nguyên liệu, gỗ chăn, lau sậy với đá phiến hả? Lau sậy. Đây, lau sậy đây. Hai cái lau sậy. Nhanh, 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 nhanh. Gỗ chăn này. 5 cái gỗ lận. Lau, 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 lau. Lau đủ chưa? Lau đủ rồi. Bây giờ mình đi kiếm cái gỗ chăn cũng đủ luôn rồi. Bây giờ mình kiếm đá phiến. Đá phiến, đá phiến, đá phiến. Đá phiến là thường ở đây 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 đây, đây. Mình thấy nó sáng sáng này. Đủ chưa ta? À, đá mà dùng tay cào cào gì là xong đó hả? Nhớ nút Y để mở giao diện nè. Đây rồi, cung đây rồi anh em ạ. Mình phải chế tạo thôi. Ui, kỹ năng này. Ui ui ui. Giờ thì định mệnh mày, cái con hổ kia sẽ biết mặt nhau ngay. Mày mày ra đây. Cái mũi tên là bằng cái gì? Ảo gì trời? Có ăn thì mới có sức. Giờ mình phải đi săn anh em ạ. Để săn bắn một cách hiệu quả, hãy tiếp cận con mồi của bạn thật chậm rãi và nhấn Control để cúi thấp, giữ V để sử dụng giác quan thợ săn. Đừng đứng quá gần. Ồ, ok, ok, ok. Con gì cơ, con gì cơ? Mình nghe có tiếng con gì ấy. À, bây giờ mình đi săn dê, ba con dê. Sử dụng V. Về đâu, về đâu? Thường dê nó ở cái đồng bằng này mà, đồng đồng chủng á. Bà mẹ nó chạy rồi. Đây rồi, đây rồi. Mình mong là cái cung mình sẽ bắn được xa. Đây đây đây, một bé, một bé, một bé. Chạy à. Mình mà bắn là gì có chết thôi. Lột da dê. Ở định mệnh sao mình không định bắn hết đi là mình hẳn dí ta. Má thế này nó chạy mẹ nó hết rồi còn đâu nữa. Mấy mình nhảy trên cao xuống mình bị thương hay gì nè. Khốn khổ khốn nạn đời tôi. Bây giờ biết kiếm dê đâu đây. Đây 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 đây. Headshot. Không có cơ hội luôn, không có cơ hội làm lại đâu. Con dê này đúng là xui rồi. Á, gặp ngay cái tay thiện xạ của mình anh em ạ. Kia một con nữa kìa, phải không? Còn mấy nó là đá phiến mà. Đây 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 đây. Ôi, cái định mệnh không có kia. Nghe đít, nghe đít, nghe đít, nghe đít, nghe đít. Dí 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 dí. Rồi chết luôn, chết luôn, chết luôn. Nghe đít, chết luôn rồi anh em. Ảo thật chứ.
Đấy, bây giờ có thịt rồi, giờ làm gì nữa? Bắt đầu tối rồi, phải đi tìm chỗ chú. Quầy. À, bắt đầu mình có cái hiển thị cái mục tiêu rồi kìa. Tiếng con gì nhờ? Má sợ vãi. Mình chỉ sợ cái con hổ nãy thôi em ạ. Mình nghe mấy cái cung này của mình không xi nhê gì nó đâu. Sau này mình phải nâng cấp lên kìa. Gì? À, đừng làm mình sợ chứ. Thôi lỡ là mình thịt thêm một con nữa đi. Đầu sao nó biết hay vậy ta? Thôi tha nó đi anh em ạ. Hồi nãy mình giết cái con mammoth con là mình thấy tội lắm rồi. Hay là tha nó đi nhờ. À, mình đã cố tình mình tha rồi mà định mà nó cứ lảng vảng trước mặt mình ngứa tay anh em ạ. Đây mình sẽ đi tới cái chỗ mà nó màu vàng vàng như này trên bản đồ anh em ạ. Giờ mình phải đi tìm chỗ trú qua đêm và đốt lửa trại. Cái thời này mà anh em không đốt lửa trại vào ban đêm á để xua đuổi thú dữ là nó thịt anh em chết. Gỗ cứng hả? Đá lửa nè. Mấy cái bùi nhùi này phải chắc khô dữ lắm luôn ấy, mẹ mới bắt lửa tốt vậy. Hảo thiệt chứ. Không mà mình nghĩ cái thời này kiểu như nước nó chưa có nhiều anh em, cho nên là mình cảm giác như là cái thời tiết lúc nào cũng nóng nực ấy. Ban đêm thì nó lạnh. Phải thì đúng là khắc nghiệt nhờ. Ấm rồi đó, ấm rồi đó. Rồi sao nữa? Mũi tên, mũi tên. Đây không nhiều. Đây không phải là mũi tên của mình. Làm bởi người Winja là bộ tộc của mình. Phải lần lâu dấu vết của tộc Winja để tìm đến Oros. Giờ mình phải đi rồi. Đừng có quá cần là một cây búa để giữ lửa. Nhấn Y để mở giao diện. Cây búa đây. Có luôn. Trời má sao vừa khích vậy ba? Ảo vậy. Làm cái lỗ xong đút cái tặng cục đá vô vừa khích luôn em ạ. Rồi nhìn chắc không vậy, định mà lúc khi nào đập một cái văn đá ra ngoài không? Ôi này mình châm lửa được này. Quay. Mình đi đâu? À đây dấu chân đây. Mình nên thu tập nhiều cái gỗ cứng anh em ạ, để nhiều khi còn nhóm lửa nữa. Mình có thể đốt đống dây leo này. Nhấn chuột trái để đốt. Con gì kia? Ý, con hổ. Má, nó chưa đi nữa trời. Bà mẹ nó canh mình nãy giờ. Má con hổ này. Con hổ thì nó sợ lửa rồi, mình éo sợ. Mình éo sợ nó vào buổi tối đâu. Kinh nhờ. Má công nghệ giờ đường hơi bị gọi là còn hơn cả hiện đại nữa anh em ạ. Mà ảo thật chứ. Đây rồi, một bé này bé ơi sói này. Bị giết bởi một người quen da rất khỏe. Ghê vậy. Ừ, công nhận cái bộ tộc mình khỏe thiệt. Lũ sói mình có thể dò chúng bằng lửa. Ê, đồng bộ mày chết không liên quan gì tao nha. Tẻ nha. Đi mẹ rồi anh em ơi. Một con này, hai con, ba con trước mặt kìa, bốn con luôn. Ê, đây. Mày chết luôn. Mày vô đây mày. Nhóc con vô đây. Không sợ tao hả? Mày không sợ tao hả? Mày không sợ tao hả? Như mình đập chết nó luôn hay gì kìa. Vô đây. Hảo vậy ta. Mẹ sói. Những con Farai á, nó làm những cái vật lý khá là
ổn anh em ạ, khá là giống ấy. Ví dụ như khi mình đốt một cái đám một cái cây ấy, thì bắt đầu lửa nó lan rộng ở xung quanh. Kìa, cái củi của mình nó cháy từ từ kìa anh em thấy không? Bây giờ mình phải thêm rồi, chắc mình phải đổi quá. Gỗ cứng này. Kia có một cái đám lửa nữa kìa. Một cái bụi cho. Cho vẫn ấm, người quen gia đang ở gần đây. Ok ok. Ở thế mình phải nhảy xuống à? À đây nè, dấu chân đi nè, nhảy. Tịt mẹ tắt lửa rồi. Ướt mẹ cái cây ấy rồi. Châm lửa vũ khí trong bảng vũ khí giữ quy và nhấn. À giữ quy. Quay. Đẳng cấp. Hơi xạo nha, cây củi gớt xuống nước còn cháy được nha. Hơi điều đấy. Hình như cái con hổ đang kiếm nó vẫn còn đi săn mình nãy giờ kìa. Máu nữa này. Hình như là có một cái người quen da đang bị thương. Rồi thấy là chiếc mặt kìa, chiếc mặt kìa. Mình sẽ châm lửa đó. Làm sao để mình chế cái cây đó ta? Y nè. Hay là mình quăng đi để mình chế nhờ. Ừ hợp lý. Đó bây giờ mình lấy cái cây khác nè. Ấy cái cây nó cháy sắp hết mẹ rồi. Cái gì đây? Xương à? Chắc xương sao này mình chế tạo dao ấy. Mình mới thấy cái người quên da xong. Rồi đủ phòng nó tắt nữa rồi. Ý. À có chuột, có chuột. Nó chuột ăn được không? Ôi chuột bé quá, tha đi anh em ạ. Hai con hổ nó vẫn đi vòng vòng trên đầu mình hay gì kìa. Mẹ nó chuột trắng vậy thì chuột đen à, ảo vậy. Lại chuột. Này nè, cho tụi mày sưởi ấm này. Rồi. Chuột nhiều nha. Chuột chắc chuột sạch anh em ạ, à. Không có sợ bị dịch bệnh đâu, dịch hạch được đâu. Đó, lại nhảy nữa hả? Riêng cái dòng game Far Cry này khi mà làm cái nhân vật mình bơi anh em ạ, à, như gắn motor vào đít ấy. Con này nó bị chặt đứt đuôi này. Quầy. Nó đang tha bộ tộc của mình đi kìa. Thôi xong. Đây rồi. Leo lên. Đây, lại một cái xác nữa kìa. Kinh quá. Thôi. Thời này là đỉnh mến toàn ăn thịt lẫn nhau à. À nữ anh em ạ. Ui mừng quá, nó là có nữ rồi. Thế là mình duy trì được nồi giống rồi. Mình không sợ bị tiệt chủng rồi. Ê, hổ kìa. Thôi xong. Á à, nó theo mình vô tới đây luôn anh ta. Ảo thiệt chứ. Tại sao không biết chế hai cây, hai tay hai cây, định mệnh, ngu thế. Có phải dễ hơn không? Ui thôi. À, nhìn sợ bãi này mà. Đập vô mặt nó.
mày, nó cái con hổ này mới đầu game mà mày làm tao hơi mệt đấy. Theo tôi lối này. Gì đây? Vùng đất Oros. Ok, thì cái tập đầu tiên của con Far Cry Primal của mình ở đây kết thúc nha. Hẹn em những cái tập tiếp theo. Bye bye anh em.